Hoàng ơi. Hoàng này là ăn thử thách nhiều lần lắm rồi nè. Dạ. Đây chị gửi. Dạ. Đây. Thì em ủa sao bọc tay gì nhiều dữ vậy, ai hào phóng như trời. Thì cái mâm này em đọc qua cái thử sơ thử thách chơi cho ta. Dạ rồi. Cái mâm này thì nó trọng lượng nó là 3 kg ha. Dạ. Thời gian em chơi là 40 phút. Dạ. Ừ. Nếu ăn hết thì mình thưởng cho em là 3 triệu. Dạ. Chả hấp với chả hấp với chả này là sao chị? Ý là chả chả chiên nhiều hơn chả hấp hay sao? Không được, là chả chiên nhiều hơn chả hấp. Vậy chả hấp chị không có nhiều á. Dạ. Em thích ăn chả hấp rồi sao? Dạ đúng rồi. Em thích ăn chả hấp à? Dạ. Để coi còn chả hấp không. Vậy để chị Mến làm cái chả hấp nhiều hơn cho em. Dạ. Rồi chứ đợi xíu đi ha. Dạ. Là chả hấp nhiều hơn chả chiên. Dạ. Thì hồi trước từ nãy giờ nè. Dạ. Trước khi đi qua thử thách em ăn cái gì lót dạ chưa? Sáng có đi tham gia thử thách nữa. Ủa là sáng đi ăn rồi hả? Dạ, như hồi nãy em cũng ăn nữa. Là sáng tham gia thử thách tô súp cua á chị. Là tô nhỏ thôi nhưng mà 50 giây là nhận 200 ngàn, 45 giây là nhận 500 ngàn. Hồi nãy là em đi theo chơi với này anh đó đó. Là anh đó thi rồi em có ăn em 2 tô nữa. Là thắng không? Dạ thắng. Vậy là bây giờ là nói chỉ ăn thử thách cái đó để em cấp vốn đi qua bên đây. Cho em 1 tô nước lèo mượn thôi. À, được được chứ. Hoa cho chị cái tô súp nước lèo để ăn ấy nè. Là cái tô súp nước lèo đó là giống như là cái phụ họa thôi. Dạ. Em ăn cũng được, không ăn cũng được. Dạ. Quan trọng là em ăn hết cái mâm này. Dạ. Giờ nhìn cái mâm này có tự tin ăn hết mâm chả cá này bao nhiêu phần trăm không? Chắc 50-50 thôi. Hoàng này thì ăn nhiều thử thách lắm rồi, là ăn kiểu ngang hàng với bé Mai luôn á. Ăn nhiều dữ lắm, đã từng ăn 2 tô bún sứa nhưng mà lúc đó thì ăn được tô rưỡi đúng không? Dạ. Là mém, bữa đó mém mắc 30 triệu á. Em nói chứ 3 triệu đâu ta? Đây đây. 1, 2, 3. Ăn hết đi rồi chị trao nha. Ủa cái gì dữ vậy? Em bỏ vô được không? Em cắt ra bỏ vào tô. À được được. Dạ. Là em muốn bỏ chả cá này vô trong đó hả? Dạ, em cắt ra em bỏ vào tô. Rồi em lấy bao tay á. Dạ. Đây em bỏ đi lấy bao tay mới. Là em muốn cắt ra bỏ vô tô ăn cái gì ăn hả? Dạ. Cái gì hấp hơn cho dễ. Vậy là bạn Hoàng này có chiến thuật khác. Thấy con bộ hay á. Mà em có thích ăn chả cá này không? Dạ thích chị. Kiểu như nó dai dai ấy chị. Nó dai. Ừ. Dạ. Trời ơi. Nãy em không nói chị ấy cắt phụ cho em luôn. Dạ. Cái cá là chắc nửa tiếng quá. Không chị, hồi em ăn chị cắt cho em không? Hả? Hồi em ăn đó cái chị cắt vô đây giùm em luôn. Em vừa ăn chị vừa cắt á hả? Dạ. Được nhưng mà sợ kỳ không? Tại em ăn ấy cái tôi mang cái à chị ngồi kế bên hả? Không biết là em ăn em chừa một khuẩn này nữa. À rồi được 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 cũng được. Thì cắt thì để bên ngoài mâm á. Dạ dạ. Xong cái lấy tay lấy bao tay hút vô. Đây để mình đeo bao tay sẵn luôn. Bữa nay em tên gì quên rồi nè, em nè. Thánh gà. Ừ đúng rồi, nhớ rồi. Ông ăn thử thách luôn. À, coi anh ăn sau, em mới ăn sau hả? Xong hai anh em ăn hai mâm, chị làm hai kế bên ngồi cho nó vui, còn thêm thánh gầy nữa. Nhưng mà thánh gầy chắc hơn là đợi tình hình bạn này sau đã ổn thì mới chơi. Tham gia luôn đi chị. Rồi rồi, mến chào mọi người nha. Ảnh đẹp trai quá hả, chơi hết là mấy bà khen đẹp trai rồi. Rồi bây giờ em ăn cái mâm cái nào? Em ăn cái này trước em chứ. Ăn này trước. Ủa cái đồng hồ đâu? Cho chị cái đồng hồ đi. Tiến ơi, cái đồng hồ Tiến ơi. À rồi 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 rồi. Đây đợi xíu, đợi xíu đi. Ê Tiến, chỉnh em chị cái đồng hồ 40 phút em. Ủa anh đầu hàng luôn hả? Ủa hết giờ hả? À sắp thắng chưa? Ủa còn có nhiêu thôi hả? Ở chợ xong ráng ăn hết luôn chị. Còn có 1 tô à mà. À hết giờ, hết giờ. Ở bữa sau đi quay lại. Bữa sau quay lại chưa? Dạ. Rồi bây giờ em ăn cái nào trước, cái này? Em ăn một phần này trước, chị cắt cái này đi. Ủa giống em ăn cái này trước hả? Em để đây xíu mà ăn. À rồi rồi ok. Rồi bây giờ này.
40 phút. Rồi em ăn đi, chuẩn giờ sau. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi bấm về cho Hoàng nha. Ok. Này bây giờ mình cắt chả ra cho bạn. Cắt làm ba được không? Mọi người biết vì sao bạn có biệt danh là Hoàng Tốc Độ không? Mọi người thấy bạn ăn không? Lắc lại nhanh luôn. Ở Việt Nam này em là ăn nhanh nhất luôn. Con đi lấy nước con uống đi con. Tao nói mấy chú lấy nước uống. Bạn này là đỉnh điểm là từng ăn một tô bún xứ nhà Mến 15 phút. Chưa ai mà có thể ăn một tô mà trong 15 phút. Riêng bạn này là đỉnh điểm nhất luôn. Chị Nga Sumo hay là bé Mai thì bé Hằng gì ăn thì được nhưng mà ăn không nhanh bằng bạn này. Nhưng mà ăn nhiều thì bạn này ăn không bằng mấy anh chị kia. Bạn này được cái là ăn rất là nhanh. Em ăn ngon thì ông chị Mến lấy một dĩa cho nó dễ ăn á, ăn kèm. Hoài ơi, cho chị dĩa ngon phi đi em, để cho Hoàng ăn kèm đi cho đỡ ngán nha. Cho chị ăn miếng được không? Cho Mến ăn miếng của Hoàng nha. Tại Mến thích ăn da cá. Bỏ dĩa ngọt đây luôn hả? Là cho thằng Phi giữa chưa ông nội, nó cho có mấy miếng à mà keo kia á. Cho mấy anh Phi hòa ra. Thành Phi. Nè, thành Phi chị đếm được luôn á. Nè, em có cho anh Phi không? Ngon với anh Phi luôn. Chắc một cái chả cá nó cay ra. Này do mình làm bằng tiêu sọ hơi cay. Em ăn hơi cay không? Ngon nhưng mà hơi cay xíu. Rồi bỏ vào chảnh đi. Dẻo cắn rồi. Chị kêu đi mình. Ok. Chị mượn điện thoại của Hoài đi Hoài ơi. Chị vô gia đập của mình ơi. Mọi người nghĩ Hoàng có ăn hết không mọi người? Trời em ăn nhanh quá à. Em ăn nhanh kinh khủng luôn á. Nặng hay thiệt á. Thì chả cá này á, nó dai á. Mà bà ăn tốc độ rất là nhanh. Lẹ đi Hoài Lê ơi. Lộn xộn quá à. Cho bấm điện thoại đi thử coi. Thấy điện thoại không? Là trước khi đi qua thử thách chả cá nhà Mến là đã ăn những cái nơi khác rồi. Là từ sớm giờ đã đi ăn thử thách rồi nha. Là bạn này giỏi nè. Vẫn còn sức. Bụng còn đói mà để qua đi ăn thêm mâm chả cá nè. Chị có bán chả cá không? Dạ có nha. Tí nữa đi mình like chả cá cho. Bạn này ăn hết em thưởng tiền hả?
Thưởng bao nhiêu? Thưởng bao nhiêu để nói hoàng luôn nè. Ủa, 4 cái trâu em ăn còn hết. Ủa, em từng ăn 4 cái trâu rồi hả? Đâu có. Ông nội ơi, bạn này đâu có ăn thịt trâu đâu. Rồi mọi người vô comment mới hỏi. Không có nha. Trời quá trời người ủng hộ. Mọi người biết Hoàng thuê ở đâu không? Hoàng quê ở Bến Tre. Hoàng này là quê ở Bến Tre nha. Trên cái muỗng kìa. Ừ, cái muỗng đúng không? Dạ. Cho nên ai đang xem live mình ở Bến Tre, mình vô mà ủng hộ bạn Hoàng nha. Cho mình đăng ký chơi thử thách hả? Dạ, mình chơi là mình không cần đăng ký đâu mọi người. Mọi người cứ chơi là đi qua quán đến chơi ha. Địa điểm là 208 Hậu Giang, phường 9, quận 6. Mình chơi vào khung giờ là 4 giờ chiều, 8 giờ tối mỗi ngày. Hoàng từng ăn một lần 5 kg ớt. Ông nội ơi. Ủa, có không bạn? Em ăn lần 5 kg ớt hả? Ừ, ăn cay không được. Ăn cay không được, trời ơi cha nào vậy? Vô công mình như đúng rồi trời. Hoàng ăn cay không được mà kêu Hoàng ăn 5 kg ớt, em lạy luôn á. Ai comment vậy? Mến đã nổ rồi, giờ có người nổ hơn. Hoàng từng ăn 10 kg thịt bò nướng tảng. 10 kg thịt bò hả? Thịt bò có ăn chứ, nướng tảng thì ăn đó một kg. Ăn 10 kg không? Không. Ta đâu có đâu cha nội. Trời ơi trời. Sao anh này ăn từ từ thôi chị? Không, ảnh ăn là chuyện của ảnh, sao mới dặn ảnh được em. Ê, vậy là em chưa nghe danh xưng của ảnh hả? Ảnh là Hoàng tốc độ. Bây giờ em bắt ảnh ăn chậm, sao ảnh ăn chậm được? Ảnh ăn quen rồi. Ảnh là tên Hoàng tốc độ mà. Ôi má ơi, quay đi quay lại hết rồi đó mọi người. Nhanh ghê luôn á. Hoàng bị mắc 6 cái răng. Ủa? Có. Ủa có hả? Rồi nhai mắc 6 cái răng ở nào, ở đâu? Hai bên hông hả? Dạ. Chết mồ rồi, vậy nên đây là em mắc một cái lợi thế rồi đó. Bạn đó bị gãy 6 cái răng, vậy là 6 cái bên này, vậy là phải nhai chính giữa thôi. Tính là bạn này mà còn đủ nguyên bộ luôn là ăn còn nhanh hơn nữa. Hoàng, chị không cho Hoàng uống nước hả? Có chứ. Mình uống nước không là chuyện của mình nha. Bên hông là có chai nước nhưng mà Hoàng chưa uống á. Bên bến chơi là có cho mọi người thoải mái nhất có thể luôn. Như Hoàng là thích ăn nước lèo đó, Hoàng yêu cầu mến là làm nguyên một cái tô nước lèo chà bá lửa luôn nè. Cái tô nước lèo chà bá kéo bên luôn. Hoàng thắng em cho Hoàng 15 triệu. Ôi 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 ôi, có không? Ghim cơm mình nè. Chết mồ rồi. Tiếng ơi, em vô đây em ghim cơm mình giùm chị coi. Anh kia đòi cho Hoàng 15 triệu nè. Lẹ lẹ lẹ, để nó lướt cơm mình qua bây giờ. Anh kêu mình lại đi. Trời ơi, anh chưa nghe danh xưng bạn này rồi.
Dạ chơi. Riêng ai với bạn này anh đừng có thách đố. Anh thách đố là anh mắc 15 triệu như chơi. Em vô, anh ơi anh vô anh bình luận lại giùm em được không? Chết rồi, bình luận nhiều quá. Bây giờ cả 10.000 người đang xem đây mà. Ý là anh ghi mới comment kìa. Em lướt lại anh chị được không? Cái comment gì mà ăn hết cho 15 triệu á. Anh ơi anh comment lại giùm em được không? Ủa thoát ra luôn rồi hả cha nội này? Trời ơi ông thoát ra mẹ rồi. Má ông này cũng hiển linh nhanh ghê. Ông chạy bà rồi. Kêu ông comment lại mà ông chạy mất tiêu rồi. Má ơi ông chạy nhanh giả mang. Chạy hơn ma đuổi đúng không? Đừng ai dạy mà thách đố cho tiền bạn này nha. Mới nói thiệt bạn này ăn rất là ok luôn. Bạn này đã từng ăn hai tô bún sứa nhà mến rồi. Riêng cái mâm chả cá 3kg này nó không thành là vấn đề gì hết trơn á. Có người comment cho nửa tỷ kìa chị. Đâu đâu? Ghim lại đi. Trời ơi, mọi người nói nhớ giữ lời nha. Đừng như con bướm đầu rồi lại bay chết luôn á. Đâu rồi? Mà nếu có người cho em nửa tỷ, yêu cầu em ăn hết mâm này, em chơi không? Lấy luôn, yêu cầu lấy tiền cho lấy nha. Ngu gì không lấy, gặp mến cũng lấy nữa. Trời, ăn hết cho em 2 tỷ, má ơi. Tức thiệt chứ. Ông nội nào mới con mình ăn hết cho 2 tỷ kìa. Xem tệ số mà. Thôi tệ số, nhiều lúc nó không trúng rồi. Thì kêu qua ủng hộ hàng TikTok hàng cấp độ kìa. À bạn này có gì, có một kênh riêng luôn tên là Hoàng Tốc Độ, mọi người có theo dõi kênh bạn này ăn thì follow kênh bạn đó nghe. Ăn hết cho 2 tỷ thôi mệt quá. Mình không tin đâu, nói thiệt luôn á. Nhiều lúc nó không tin mọi người nghe, mọi người đừng có buồn nghe. Chứ bây giờ mọi người nói bằng miệng không à. Ăn hết thiệt không? Mến ghim số tài khoản của Hoàng lên đây luôn. Ăn hết là bắn qua cho bạn 2 tỷ. 20 triệu cũng được nữa. Không cần 2 tỷ đâu. À nhưng mà bạn này có một cái chiến thuật ăn rất là hay để Mến chia sẻ cái kinh nghiệm cho nhà mình ha. Là bạn này chơi theo kiểu là không phải hệ tâm linh nha. Mà bạn này chơi theo kiểu là mình bỏ chả cá vào một cái tô khổng lồ có nước lèo bên trong. Sau đó rồi mình bạn vớt ra mọi người à. Đó. Như là bạn vớt ra nè. Má ơi. Ông ăn gì nhanh dữ ta. Ăn bao nhiêu phút rồi? Ông nội ơi mới ăn có. Bình tĩnh nha. Có ông nội. Sao em mở lên chị hết hồn nghe cha nội ơi. Bình tĩnh đi. À bạn ăn được mới 13 phút rồi. 13 phút mà đã hết 80% rồi, còn 20% nữa là thắng. Chuẩn bị tiền. Đây, tiền là chuẩn bị rồi. Mọi người đừng có lo vấn đề của Mến. Mọi người cứ lo vấn đề của mọi người đi. Đây ok chưa? 3 triệu trong tay đây. Bạn ăn hết mâm này là có được 3 triệu. Và kèm theo miễn phí cái mâm chả cá này luôn. 1, 2, 3, ok chưa? Thời gian còn dư rất là nhiều, em cứ bình tĩnh đi nha Hoàng. Dạ cái mâm này là 3kg. Mọi người cũng muốn chơi thử thách là cứ đi qua quán Mến chơi thôi nha. Mình chơi là mình không cần đăng ký trước. Chị có bán chả cá không à? Dạ có. Rồi đợi xíu đi, tại Mến đang live thử thách Mến không có bán được nha. Đợi xíu đi rồi Mến bán chả cá sau. À Tiến ơi, em soạn làm chị cái mâm chả cá chưa? Để chị live stream á. Giờ soạn chị đi. Ủa cái gì vậy trời? Có ông Bảo mà. Để đứa nào soạn đi, soạn trước đi. Soạn đi để chị live stream. Để đi, soạn trước đi.
Ở đây mọi người chơi là đi qua quán nó chơi mọi người. Không cần đăng ký trước. Rồi lỡ rớt là bỏ đi, lỡ rớt là bỏ đi. Đây mọi người cứ địa điểm ở trên ha. 208 Hầu Giang, phường 9, quận 6. Ai muốn chơi là đi qua chơi, không cần đăng ký trước đâu. Hay, nhìn đã quá. Có người thắng rồi nha. Chắc mới nghĩ hôm nay là Hoàng chắc là người thứ hai á. Dạ mình ăn trong 40 phút mọi người. Ăn trong 40 phút. Bạn này bị mắc lợi thế một cái là bạn bị gãy 6 cái răng bên hai bên. Cho nên cái tốc độ nhai của bạn nó sẽ bị chậm lại hơn. Nhưng mà bạn này thì nếu mà đủ nguyên bộ răng ha là ăn nhanh dữ lắm. Và hiện tại bây giờ bạn này là ăn nhanh nhất ở Việt Nam mình luôn ấy. Chưa có bạn nào qua ăn nhanh bằng bạn này. Hoàng mới ăn chỉ có mười mấy phút thôi em. Cái mâm này là 3 kg. Hiện tại là chỉ còn bao nhiêu là hết rồi. Ủa nãy giờ chưa sửa được luôn hả? Để sao kêu anh Huy lên lầu lấy cái tiền kia đỡ đi. Huy lên lầu lấy cái tiền kia ấy đỡ đi Ly. Huy trời bữa nay đổi nghèo qua thợ sửa khóa nữa chứ. Cái thu ngăn nhà mới nó bị khóa lại là nó khóa luôn mở không có ra mọi người. Hoàng ở Bến Tre. Hoàng ở Bến Tre nha. Gì Hoàng ơi làm răng không anh tài trợ cho em 50% kìa. Có người tài trợ cho em kìa. Hay được nha. Anh gì đâu rồi, anh nào mới công mình á, anh nào bên nhau Khoa đó. Mà nếu người ta tài trợ 50% em đi làm không? Đi làm nha, làm. Nếu anh tài trợ là bạn Hoàng ok đấy. Làm khăn giấy. À khăn giấy hả? Khăn giấy rồi. À đây hên quá còn cái. Em dư giờ hơi nhiều quá, em cứ bình tĩnh em ăn đi. Đây chị gửi em khăn giấy. Mọi người nghĩ là Hoàng có ăn hết không? Mến nghĩ là hết 100% đó. Rồi mọi người nghĩ như thế nào nè? Người ốm ốm mà sao ăn hay vậy ta? Ôi em thấy người ốm mà ta ăn mới nhiều á. Còn những người mập ăn không bằng mấy người ốm đâu. Thì anh biết làm sao không? Tại vì mình mập á, mình ăn nhiều nó mau bị mệt. Anh để ý đi, chứ đừng có nghĩ là mập là ăn nhiều không có đâu. Ở bên đây là 10.000 người họ đều nói em là em ăn hết được luôn vàng. Nên em cố gắng lên nha. Ăn giỏi quá hẻ. Lúc nào mở miệng được. Mở miệng hả? Ừ. Tại vì cái này nhiều mà. Đầy chả cá là nó dai ấy em. Ừ. Em ăn được vậy là chị nói thiệt em giỏi lắm luôn rồi đó. Ráng đi. Thời gian còn dư nhiều em cứ nhai từ từ thôi. Không có ngọn rồi. Bình tĩnh nha.
Giờ này hỏi Hoàng ngon không Hoàng nữa. Hoàng chỉ có mỗi miệng thôi. Ngon là phúc đầu của mọi người. Chứ mình ăn cái lượng chả cá một lần 3 kg như vậy á, giờ là không thể nào mà trả lời ngon hay dở được nữa. Giờ này là chị hả? À quên, chị quên mua cái đồ pháo bắn mọi người. Mỗi lần thắng cái đùng chúc mừng vậy đó. Không, nhìn Hoàng rất là thương luôn ấy. Ăn kiểu nhiệt huyết đam mê luôn. Do bạn ấy được mệnh danh là hàng tốc độ cho nên là bạn ấy cố gắng ăn kiểu như là nhanh nhất cho có thể luôn. Cho dù đang rất là mỏi miệng nhưng vẫn muốn là giữ cái nét, giữ gọi là cái tên thương hiệu đó, hàng tốc độ đó. Ăn sao phải cho ra nét cho nó nhanh đó mọi người. À, Hoàng rất là hiền, hiền lắm. Buồn tiếng lẹ lẹ đi bé yêu. Hoàng đẹp trai. À, quán bắt bé. Bởi vậy mấy bạn nhân viên phải đập đồ, lâu lâu cái đập đồ vậy đó để cho ông địa kéo khách vô. Mọi người thông cảm, mà nhà mến chuyên gia luôn, làm cái gì cũng vậy, đùng 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 biết à, không biết để bao nhiêu đồ luôn á. Có phạt tiền bạn rơi đồ không? Mà dạ không á, bạn này cũng lỡ thôi chứ sao mà phạt được mấy cái này. Nhưng mà mấy chỗ khác này họ phạt đó nha, nhưng mà như, quán mới đây kiểu bình dân mọi người, các bạn cũng làm lỡ tay thôi cho nên là nhà mến thì đó giờ không có phạt với vấn đề này. Như đi làm trễ là mến có phạt nha, chửi thề đó là bên mến phạt, còn mấy cái vấn đề là bên mến không có phạt. Thêm nước, học thêm nước Uống thêm nữa. nước đó hả? Dạ Nước gì? Coca hả? ok Cho thêm chai Coca nữa à? Duy ơi, Duy đẹp trai ơi, đi đâu rồi Duy ơi? Cho chị chai Coca nha, chai Coca để thêm chai nước suối giùm chị đi. Tính là họ ăn giỏi mọi người, uống chai này là chai thứ hai luôn á. Cập nhật tình hình với mọi người là Hoàng ăn còn tầm mà 2 lạng chả cá nữa. Ủa sao vậy? Sao mấy đứa đập đồ hoài vậy? Cái gì? Linh để qua đây em chị đi, chị không muốn đá đâu. Cho chị cái ống hút. Còn mấy phút hả? Còn ít lắm. Còn đây nè mọi người, còn 15 16 phút nữa nha. Đây mình để đây cho mọi người dễ nhìn. Cố lên. Trời ơi, mọi người quan tâm em rất là nhiều luôn á, hỏi em có mệt không mà. Hồi hộp chứ mọi người. Rất là hồi hộp tới phút cuối rồi. Nhưng mà mình nghĩ là bạn sẽ thắng đó. Em ăn được 6 kg chả thưởng bao nhiêu hả? Thôi thôi thôi, đi qua đi ăn 3 kg trước đi. Qua đây ăn 3 kg trước đi. Rồi 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 rồi, lấy cái giải trước 3 triệu đi rồi tính sao được không? Bây giờ 3 kg chưa ăn xong đây mà đòi ăn 6 kg.
Anh mà thắng em cởi quần chạy chuồn chuồn luôn hả? Ủa alo, cái gì vậy? Sao mà dễ thương quá vậy? Trời trời. Trời ơi. Mà ăn thắng rồi có chạy chuồn chuồn không vậy? Thôi 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 thôi, đừng nha. Người ta chạy hết luôn á. Anh mà làm vậy là người ta trốn hết luôn á. Dạ cái này là mâm này 3 kg mọi người. À em lấy vào tay khác em ăn. Bỏ luôn đi, bỏ luôn đi. Không có dính đâu, đúng rồi. Sắp thắng rồi mọi người ơi. Mua về ăn thử được không? Dạ có, nhà mình có bán chả cá nha mọi người. Chả chiên, chả hấp. Ăn hết cho thêm 10 triệu nữa nè. Anh chuyển khoản qua luôn đi anh. Anh chuyển hộ, em chuyển hộ giùm anh nè. Là anh chuyển qua cho em 10 triệu đi, em chuyển qua cho bạn này 10 triệu. Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Bạn nó ăn gần hết rồi đó. Bây giờ em qua chơi được không ạ? Dạ được mọi người. Ai chơi là đi qua chơi thôi. Rồi sắp thắng rồi nha, sắp thắng rồi nha. À gì? Thắng gầy hả? Gầy dữ chưa? Qua đây ngồi nè, qua đây ngồi cho nó vui. Ý là giờ hả? Ăn hết rồi nè, em có chơi không? Bữa sau. Bữa sau hả? Còn một ngăn vặt nữa nha. Bạn này còn đình đám ngăn ngửa với bạn này luôn. Đố mọi người biết bạn đó là ai luôn ấy. Bạn đó là đợi bạn họ ăn trước, ăn ok rồi bạn đó mới ăn sau. Nên một bữa sau qua chơi không? Chắc không? Ok, chắc luôn. Rồi khi nào qua chơi là Mến sẽ live stream tiếp tục giống như Hoàng để cho mọi người xem. Bình tĩnh đây em. Em ăn bỏ đá vô nghe có đi tẩy cái bên kia. Thời gian em còn dư mười mấy phút mà em lo gì. Vẫn còn thời gian còn nhiều lắm, 16 phút lần mọi người. Giờ này qua chợ. Rồi tháo. Ủa hết rồi. Rồi rồi rồi, vỗ tay đi mọi người, hết rồi. Vỗ tay thánh ngày ơi, vô nè. Hết rồi nha mọi người. Hết rồi. Cái tô này là cái tô súp nước lèo. Bạn nó chỉ ngâm chả cá vô thôi. Đó là mình hỗ trợ riêng bên ngoài là mình không có cần ăn nước lèo nha. Yeah. Mình miễn sao mình ăn hết chả cá cái mâm như hoàng như thế này nè là gọi là thắng rồi đó. Rồi đỉnh điểm bây giờ trao giải nè mọi người. À bạn ấy ăn được 28 phút. 28 phút mọi người. 10.000 người đang xem livestream, mọi người có thể là chúc mừng online cho bạn được không ạ? À? Mình chúc mừng cho bạn Hoàng nha. Đỉnh điểm bạn em ăn là 28 phút. Dạ. Yeah. Em giỏi giả mà. Rồi bấm giờ lại luôn. 28 phút. Ăn mâm chả trong 3 kg. Ăn trong 3 kg trong 28 phút. Giờ tự nhiên Mến bị cà lâm luôn rồi nè. Quá giỏi luôn. Trời quá trời người chúc mừng em luôn nè. Em nói lời cảm ơn đến mọi người đi. Dạ cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người nãy giờ cũng đã ủng hộ Hoàng nha. Nãy giờ em cũng thấy quá trời người comment ủng hộ. Cảm ơn. Mà người ta hỏi em là em có người yêu chưa? Dạ chưa hả? Chưa có người yêu hả? Thì bữa giờ em là bây giờ là cái nghề của mình là đi ăn thử thách luôn mà đúng không? Dạ. Em còn chưa. Làm công việc riêng không? Dạ em còn đi học. À còn đi học dạ. Hả? Mà đi ăn thử thách thì doanh thu gì được ổn không em? Dạ ổn chị. Là mình đi ăn đều đều mỗi ngày luôn? Dạ không, một tuần em đi 2 tới 3 ngày. À một tuần ăn đến 2-3 ngày. Dạ. Mà ăn lần nào cũng mình cũng phải có giải thưởng nhé ha. Dạ đúng rồi. Cho nên là bạn nào mà ăn nhiều ấy thì mình có thể là mình đi ăn thử thách giống như bạn Hoàng nè, giống như là mình đi ăn thử thách lớn nhất mình được chủ quán trao giải thêm, trao giải rồi được mấy cái anh chị anh tài trợ thêm mọi người. Nếu mà có dịp á mọi người thử nha, đi lên Sài Gòn à, mình ăn thử thách cho vui giống như bạn Hoàng này. Rồi bây giờ thì ủa ông nội nào nãy kêu đâu rồi,
ông nội nào nãy kêu cho thêm 10 triệu đâu chuyển khoản này. Đây là đúng rồi, bây giờ bắt đầu đòi tiền. Đúng rồi đó. Đâu? Ai nè? Ai hồi nãy hứa này cho 2 tỷ, 1 tỷ, 20 triệu, 10 triệu đâu rồi? Bây giờ mình vô đây đi. Mình người lớn rồi. Mình trao cho Hoàng đi. Hồi nãy ai hứa đâu? Trốn hết luôn rồi hả? Ông nội ơi. Trốn hết rồi. Nói chứ em ăn xong ba cái chả cá này em cảm giác nó làm sao? Lúc đầu vô em ăn này còn cảm thấy ngon. Mà dành lại sao thì mỏi miệng chị. Với lại hồi nãy thì mọi người cũng comment là em thiếu răng đó. Dạ. Ừ, mà sao tịch? Ý là em bị sự cố gì? Em bị mắc sáp cái răng ở bên trong ta? Em ở quê Bến Tre mà. Em ăn kẹo dừa đi xuống răng. Nó giỡn thôi chứ em bị... kiểu như... Bị sâu hả? Bị sâu. Là do ăn kẹo. Vậy là ông này ở quê Bến Tre. Giờ ông ăn kẹo dừa nhiều. Cái giờ bị... xấu cái răng bên trong là bị súng hay bị gãy em? Bị súng. Bị súng. Dạ. Nên có nhai. Nhầm cái nhai em sẽ đau. À nhai sẽ đau à? Dạ. Giống như nó bị sâu á. Đó em phải đi gãy đi. Dạ. Rồi thì bây giờ nè, nhưng mà em ăn xong 3kg này em có no không? Hay là... Dạ chưa. Chưa no? Dạ. Ê, ăn gì hay vậy? Dạ hỏi thiệt đó nha. Dạ thiệt. Nhưng mà ăn cho cái khác được chứ ăn chả giờ mỏi miệng mà. Ý là dạ. Chưa no mà có mũi mỏi miệng thôi. Dạ mỏi miệng thôi. Nếu mà hai mâm như thế này em ăn hết không? Hai mâm hả? Ừ. Chắc mỏi miệng lắm, chắc em không đâu được đâu chị ơi. À, trời, ăn giỏi chứ trời. Lần đầu tiên ăn 3kg mà em kêu chưa no, chị nể em thiệt luôn á. Không no nha, chẳng qua là mỏi miệng thôi. Vĩnh An cả nhà, party Vĩnh An. Thôi bây giờ mình trao giải đi mọi người. Nè, nãy chị mới ứng tiền 3kg đúng không? Dạ. Rồi chị mới lấy lại. Em ơi, ủa đi đâu rồi Tiến ơi? Tiến ơi Tiến, xong chưa? Đưa lại chị 3kg chả cá này, 660 này, ăn thẳng rồi trả tiền cho người ta đi. Là bây giờ bạn này ăn thắng rồi mọi người thì sẽ được miễn phí cái mâm chả cá này luôn. Thì bây giờ mới sẽ gửi tiền lại cho bạn 3kg chả cá này và kèm theo là giải thưởng là 3 triệu nha. Có người cho thêm 2 củ kia chị. Đâu đâu? Ai thêm cho thêm 2 triệu đâu? Đây mình cho bạn luôn đi mọi người. Mình cho bạn luôn. Nó bị cảnh báo gì cơ chị? Hả? Nó bị cảnh báo. Nó bị cái gì? Cảnh báo cộng đồng. Là sao em nói gì chị không nghe, nói từ từ coi. Trong cái viên like nó bị cảnh báo cộng đồng vậy đó. Đâu? Em mới thấy. Thấy ở đâu? Người ta comment đó hả? Đó. À. Người ta tạo nick ảo, người ta vô người ta comment cho vui vậy đó. Vậy hả? Hù mình á. Ai đâu, ai cho 2 triệu, 10 triệu đâu, vô đây lẹ đi mấy bà này. Mấy bà lúc là mấy lúc mà mọi người hứa cho tiền thì mấy bà nói hay lắm. Rồi tới lúc mà ta ăn thắng rồi mấy bà trốn cái đâu hết trơn à. Tiểu à. Đưa chị 606 lại đi em ơi, lẹ đi. Sao lúc ứng tiền thì nhanh mà có lúc đưa tiền lại sao nó lâu dưới trời. Lẹ đi, ăn thắng rồi, trả lại lẹ cho người ta đi. Đây hồi nãy trước khi chơi thì chị Mến có ứng tiền của em 3kg chả cá là 660. Dạ. Bây giờ chị Mến sẽ gửi lại cho em nè. Dạ, rồi chị Mến trao cho em 3 triệu, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, ok chưa? Dạ, đây chị Mến gửi. Dạ. Rồi, chúc mừng em nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, không. Rồi trao giải xong rồi. Bây giờ ngồi nghỉ ngơi. Ngồi nghỉ ngơi đi. Dạ. Chứ thông thường cái tiền thử thách á, em ăn xong thì em sẽ làm cái gì? Dạ em đóng trọ cái gì đóng học phí nữa. À đóng học phí hả? Dạ như giả mình gửi tiền quê. À gửi về quê. Dạ. Là em hiện tại em ở trong này, em ở nhà trọ. Đúng rồi. À em có ước mơ là mình dành tiền này để mình làm một cái gì không? Bây giờ tiền làm để mua chiếc xe cho tiền với lại chứ. Mua chiếc xe? Dạ. À anh tính mua chiếc xe gì? Dạ. Em cũng chưa biết nữa, để em coi. Chứ bây giờ em đi học, em đi học bằng xe gì? Dạ, em trường em với chỗ trọ em thì gần trường nên em đi bộ. À, đi bộ. Dạ, dạ. Thôi thì mình cũng mong sao em đi ăn thử thách. Thứ nhất là chị mong em có sức khỏe nhiều. Dạ. Để em đi chinh phục những cái thử thách ở Sài Gòn mình. Dạ. Và đặc biệt là em những có được những cái số tiền đó. Dạ. Em mua được cái chiếc xe. Dạ. Không may mua tới số cho nó nhanh. Lỡ trời thương trời cho trúng là sao? Dạ. Anh học ngành gì kìa, người ta hỏi nha. Dạ, học cơ khí. Học cơ khí hả? Dạ. À, học cơ khí mọi người.
xin số tài khoản hả? Bây giờ nè mọi người à, mình ấy trực tiếp qua bên cái tài khoản của bạn này luôn giùm Mến được không? Tại trên live Mến không thể nào Mến đọc cái số tài khoản ra thì nó sẽ bị vi phạm. Bây giờ mọi người muốn hỗ trợ ảnh hoặc là muốn tặng thêm tiền ảnh hay là như thế nào đó, mình qua bên cái tên là cái gì, Hoàng Tốc Độ TikTok đúng không? Tốc độ 2K5. Ừ. Hoàng Tốc Độ 2K5, mình qua bên đó luôn. Mình muốn hỗ trợ bạn như thế nào đó thì mình trực tiếp qua bên cho bạn. Tại vì Mến không có dính dáng, không có liên quan, không qua trung gian mọi người. Tại nhiều lúc đi sao mọi người gửi qua cho Mến đi 10 triệu mà Mến bắn qua bạn có 2 triệu à, là Mến cắn hết 8 triệu bà nổi rồi. Nên là mình trực tiếp với bạn luôn nha, cho nó dễ. Mình lấy qua số tài khoản của bạn luôn nha mọi người. Hoàng Tốc Độ 2K5